một, oxit gì? Bây giờ hay còn gọi là oxit của kim. Loại là gì? Nam. Khẳng định chút, nam. Mỗi lần mà nam mà nóc hào vô là cần gì, cung cấp gì? Sắt đó. Có nghe cái câu nam cần ghi nhậu là nóc, nóc hào không? Từ từ, em đang viết, chị bình tĩnh. Oxit gì nữa? Oxit axit là oxit phi kim là nữ đó. Mỗi lần đi đánh ghen là chỉ toàn tạt axit thôi chứ đâu có bao giờ tạt mấy cái nước đâu. Mắm tôm rồi hay là axit đồ đó là hay lắm, nữ là chùm mấy cái đó. Còn nam thì thôi, nam thì chỉ có bởi nam là kim loại là vậy á. Mỗi lần quấn lộn là thấy còn mang mã tấu dao búa không là có bao giờ mang axit đâu. Không có thằng đàn ông nào mà đi đánh ghen mà đi mang axit tạt ta. Chỉ có mấy thằng bóng thôi. Là bê thôi chứ không có lạ, không có thằng nào mà đi nam mà đi quấn lộn là mỗi lần là lại sắc dao không chứ không bao giờ mà sạc mua axit tạt. Thấy đặc điểm giới tính không, rõ ràng luôn mà. Nam là đi quấn lộn là chỉ có cầm dao búa kéo rồi hay là cây gậy thôi. Ủa, chứ nhưng mà bây giờ hả con thích tạt axit được không? Mà ác cái mỗi lần đi ghen là bãi bảo đảm phải axit, không còn cái gì khác. Không, tại vì trong đầu là nghĩ chỉ axit thôi. Phá nhung nhang mày, tại vì nữ là phải cần đẹp. Cạo chân mày nữa. Cạo chân mày hay cắt tóc hay là gì lột quần lột áo đó. Gớm. Hạ danh dự người ta ở tù lột xương. Đúng rồi đó. Ngu. Còn những vậy đâu, lại thấy giỏi không? Làm cái gì làm? Lại khen con ơi. Đừng có phạm pháp được rồi, mày ăn tục nó quét cả tía mày. Đừng có phạm pháp. Đánh người cũng phạm pháp mà. Đánh người phạm pháp đúng rồi. Giờ giờ tao đánh vậy có bị phạm pháp không? Có. Sao phạm pháp? Lại đánh con. Phạm pháp gì? Bạo hành kim. Đánh như thế bất quá ra tòi xin lỗi cái què chứ là. Không, còn khi không. Nào mà chấn thương thì 10% 5% mới ở tù. Rồi với bộ ghế tay. Hí bộ còn bị phạt nợ tặng nợ tội nặng nữa. Gọi là chuột lợi bảo hiểm á, hiểu không? Trời ơi, là dạng mẹ đi, con đeo ngắm cá cũng mệt. Học chỉ có chút xíu là bà đầu óc thì vớ vẩn. Rồi chốt lại chưa? Oxit có hai loại, oxit bazơ là oxit kim loại, oxit axit là oxit phi kim. Rồi bắt đầu tập trung vô oxit axit nha. Xin lỗi, oxit bazơ trước đi. Ví dụ một cái nè. Ví dụ như Na2O. Đây là oxit gì? Oxit kim loại. Bazơ đúng rồi, bắt đầu. Bazơ là nam, nam thì tác dụng được với gì? Nữ. Nữ, như mà nam. Nam cần uống nước không? Nam cần uống nước. Nam cần uống nước. Nam uống nước ra. Ra gì? Đón coi, nam uống nước. Thiện uống nước vô ra gì? Nước tiểu. Uống nước ra cái gì? Ta đang uống nước ra cái gì? Ta không phải uống nước đi ra cái gì? Uống nước ra cái gì? H2O. Mày là thiện đó, nam đó, mày uống nước vô mày ra cái gì? Ra H2O. Ra nước hay là ra gì? Không. Tự nhiên ơi, thiện mà uống nước vô mà ra nước. Hồi trước ta học mình thì ta có khó đấy, nhưng bây giờ mày con trai á thiện. Mình phải tự sự chứ nữa. Nam, thằng thiện uống nước vô ra gì? Ra nước chứ. Ra thằng thiện. Lý do? Mày uống nước vô coi mày ra gì? Ở đâu là gì đâu mà đúng. Vẫn là thiện chứ không lấy ra gì. Rồi. Thì đó. Vậy hàng này là gì? Oxit bazơ thì nó phải ra bazơ. Đó, xong. Hiểu nguyên lý đấy mới được. Thấy chưa? Oxit bazơ tác dụng nước, thiện uống nước ra vẫn thiện. Chứ đâu thay đổi đâu. Nè, đâu thay đổi đâu. Oxit bazơ tác dụng với nước ra bazơ. Bazơ chốt chưa? Okay. Hiểu cái này qua oxit axit y chang. Chốt chưa? Thiện uống nước vô ra thiện. Okay. Chốt, tiếp. Thiện đi cua gì, nam hay nữ? Nữ. Nữ là gì? Phi kim. Nữ phi kim một cái. Tiếp nữ nãy mới nói rồi, nữ là có gì? Oxit axit cái gì nữa? Phi kim rồi gì nữa? Còn cái nữa, mỗi lần đi đánh ghen nè. Acid. Ừ, nhớ đánh ghen không à. HCL. Ra gì? Nè, nghe kỹ nè. Nam tác dụng với nữ ra. Bắt đầu nè, nhìn kỹ, nguyên lý. Đây vô đây. Đây vô đây.
Ờ, ra gì? Bắt đầu đọc lên. NA. Đây nè, đây nè. Em viết rõ ràng nè. Đó, à, thấy chưa? NA CL cộng H2O. Ồ, chốt. Bắt đầu cân bằng nữa, đã chắc quên cân bằng rồi. Kim loại nhiêu? 2, đây 1 thêm mấy? 2. 2. Tiếp. Cân bằng, biết cân bằng gì chứ không?